Sau 4 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng liên quan đến khu đất vàng ven biển Đà Nẵng trị giá gần 1.810 tỷ đồng. Trong vụ án này, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Sudico là nguyên đơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Len Hà Hải, Đà Nẵng là bị đơn. Hồ sơ thể hiện Len Hà Hải tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất vàng ven biển Đà Nẵng, diện tích 12,04 ha của Sudico, trị giá gần 1.810 tỷ đồng. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Len Hà Hải đã thanh toán cho Sudico 404,3 tỷ đồng. Phần còn lại, Len Hà Hải đã ký kết khoản vay tín dụng với ngân hàng, có văn bản thỏa thuận của các bên. Sau đó, Len Hà Hải phát hiện pháp lý của hai lô đất còn một số vướng mắc nên không tiếp tục thanh toán như cam kết. Vì cho rằng đối tác vi phạm hợp đồng, nên Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch và toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước. Hai bên kiện nhau ra tòa. Tại phiên xét xử phúc thẩm, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên chấp hành yêu cầu của Sudico được đơn phương chấm dứt hợp đồng và phụ lục với Len Hà Hải. Chấp nhận yêu cầu của Sudico được hưởng 150 tỷ đồng. Bác yêu cầu Sudico về khoản tiền Len Hà Hải vi phạm hợp đồng. Đối với Len Hà Hải, tòa tuyên bác yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng. Bác yêu cầu của Len Hà Hải đối với Sudico về các nội dung yêu cầu bàn giao hai giấy chứng nhận và hai thửa đất trên thực tế, yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại.